Chào các bạn, hôm nay Phe Food xin chia sẻ với các bạn về các cái sản phẩm mà thực phẩm chức năng này, chất lượng và tốt nhất của Nga và cũng không phải ai cũng biết đến này. Trước những thực trạng mà ngoài thị trường ấy thì có rất là nhiều các cái sản phẩm thực phẩm chức năng cũng công dụng tương tự là quảng cáo của các hàng Mỹ và Úc ấy. Nhưng mà sau khi mà Phe Food chia sẻ cái video mà công an vừa mới triệt phá được cái một vụ đó là rất là nhiều cái thực phẩm chức năng giả ấy, được bán tại các cái hiệu thuốc lớn trên tại Hà Nội và các thành phố lớn ấy, thì cũng gây một sự hoang mang rất là lớn cho những người tiêu dùng ấy. Thì hôm nay Phe Food xin chia sẻ những cái sản phẩm mà an toàn ấy, đảm bảo tốt nhất về chất lượng để cho các bạn có thể tham khảo và tìm hiểu này. Đặc biệt là chúng tôi có thể khẳng định là những cái sản phẩm này chắc chắn là chỉ có tại Phe Food và các bạn không tìm được nơi thứ hai ngoài Phe Food này. Vì sao các bạn chúng tôi có thể khẳng định như thế là bởi vì trong một cái thời gian rất là dài chúng tôi đã sống ở Nga và trực tiếp phụ trách cái mảng thương mại và kinh doanh tại các thương hiệu lớn của Nga ấy, thì là mọi người đều biết đến ấy, các cái tiêu chí mà nghiêm ngặt nhất trong cái lựa chọn thực phẩm của Phe Food chắc chắn là rất là cẩn thận, tỉ mỉ và khó tính này. Đặc biệt là những ai mà đã từng tiếp xúc với đội quản lý của Phe Food thì đều hiểu là những cái tiêu chí đó là chắc chắn là chỉ có thể Phe Food thôi. Đấy là một vài thông tin mà cũng có thể chia sẻ để các bạn yên tâm khi chọn cái sản phẩm tại Phe Food này. Thì là có 3 nhà thực phẩm lớn nhất mà tại Phe Food đang làm việc, đó là công ty Evala này, các sản phẩm của công ty Antai này, Celugo này, và các cái sản phẩm của công ty là Phytosila. Thì là 3 cái công ty này thì là những cái công ty rất là lớn và nó cũng có rất là nhiều thông tin ấy, ở trên mạng ấy, các bạn có thể tự tìm hiểu và tham khảo ấy. Thì các cái sản phẩm của Evala thì có sẵn tại Phe Food là các cái sản phẩm đó là vitamin gấu dành cho bé đấy. Cái sản phẩm này thì được rất là nhiều bé ưa chuộng mà, và tất nhiên là ngoài thị trường cũng có, nhưng mà một số thông tin mà chúng tôi có thể chia sẻ đó là vitamin gấu này thì là nó là 100% tự nhiên này, từ nước ép trái cây, và nó không có chứa các cái chất bảo quản và phẩm màu nhân tạo, và đặc biệt là không chứa chất biến đổi gen ấy, thì là các bạn cũng có thể yên tâm để dành cho bé. Ngoài ra là không chỉ là cái vitamin này nó không chỉ là cái phần thưởng của thiên nhiên mà nó còn là cái đỉnh cao của trí tuệ nữa. Nó cũng giúp cho là tăng cái hệ miễn dịch cho bé và bổ sung những cái vitamin B3 hoặc là vitamin tổng hợp hoặc là vitamin hoặc là canxi để giúp cho cái tăng độ dẻo dai cũng như là tăng cái hệ miễn dịch cũng và sức khỏe cho bé này. Săn tại Phe Food là các cái viên uống sáng mắt này, chiết xuất từ việt quất này, nó dành cho bé từ 3 tuổi và cũng dành cho cả người lớn nữa. Cái viên uống việt quất này thì nó thực sự là rất là quan trọng đối với lại trẻ nhỏ này. Nó có tác dụng là ngăn ngừa các bệnh về mắt này, chống kích ứng này, chống suy yếu thị lực và tăng cường cái thích ứng của thị lực trong bóng tối. Khuyến cáo là cho những người mà làm việc thường xuyên về máy tính và những người thiếu hụt vitamin và các bệnh về mắt, căng thẳng mệt mỏi này, hay bị chảy nước mắt ấy. Đặc biệt là sản phẩm này không thể thiếu cho các bé, đặc biệt trong cái thời buổi mà ngày nay các bé mà tiếp xúc với lại máy tính và điện thoại rất là sớm ấy, thì là nguy cơ về các bệnh về mắt là rất là dễ bị, cho nên là đây là một trong những sản phẩm mà nó sẽ giúp là tăng cường thị lực cho bé và cần thiết trong tủ thuốc của mỗi gia đình ấy. Các mẹ cũng nên tham khảo để cho bé có những cái sản phẩm tốt hơn. Ngoài ra thì có cái viên uống diệt ký sinh trùng giúp là thanh lọc cơ thể và cũng loại bỏ ký sinh trùng và ấu trùng cho cơ thể và cũng tăng cường sự miễn dịch ấy. Thì bởi vì cái ký sinh trùng thì ai cũng biết là nó sẽ làm suy giảm cái cơ thể bằng cách là hấp thụ chất dinh dưỡng này, rối loạn các cái chức năng của các cơ quan và hệ thống và làm cho mất cân bằng trong cơ thể. Cho nên là chúng tôi cũng nghiên cứu rất là nhiều sản phẩm và quyết định chọn cái sản hàng của Evala bởi vì cái hiệu quả và cũng như là cái tác dụng của nó, đồng thời nó không có cái tác dụng phụ gì cả, mình hoàn toàn bằng tự nhiên, nên là chúng ta cũng có thể là yên tâm để sử dụng này. Ngoài ra có cái viên nhựa Shilajit này. Shilajit thì là đây là của cái hãng Evala thì được đánh giá rất là cao. Nó là một trong những cái thuật ngữ mà có thể dịch ra là nó gọi là xác ướp. Thì cái sản phẩm này nó chỉ xuất hiện ở Ấn Độ hoặc là vùng Antai của Nga thôi, và nó sẽ giúp làm
sản phẩm này hoàn toàn là 100% tự nhiên này, nó sẽ giúp là thanh lọc cơ thể, đồng thời cũng là làm lành vết thương và cũng bảo vệ để chống lại các cái vấn đề về bệnh viêm dạ dày hoặc là tá tràng đấy. Ngoài ra thì có những cái sản phẩm vitamin vùng an tai này, đây là những cái vitamin kẹo bi này, nó cũng chứa vào vitamin C và các cái chất mà giúp là tăng cường cái sự phát triển về chiều cao thể lực cũng như là làm chắc khỏe xương cho bé này. Các cái sản phẩm này thì là có sẵn tại Fairfood có 3 loại nhé. Một cái loại là loại màu xanh lá cây này thì nó sẽ giúp là bổ sung vitamin C cho bé này, tăng cường hệ miễn dịch này. Còn cái màu tím này ấy, thì nó sẽ giúp là tăng cái khả năng về thị giác cho bé này. Còn cái màu xanh ấy thì nó sẽ giúp là tăng cường cái men răng ấy, chắc khỏe men răng cho bé. Và cái sản phẩm này thì được rất là nhiều bé ưa chuộng. Đây, viên bi này, mùi cũng rất là dễ chịu các bạn ạ. Ngoài ra thì chúng tôi cũng có những cái sản phẩm đó là dành cho bé như là tốt như là mật ong Basqui. Cái mật ong Basqui thì là các bạn có thể nghiên cứu về cái công dụng cũng như là cái sự độ nổi tiếng của sản phẩm này. Đây là cái sản phẩm mà chỉ nó đạt cái tiêu chuẩn vàng dành cho văn phòng Tổng thống Nga cũng như là các cái nhà du hành vũ trụ trên thế giới nhé. Có sẵn tại shop đó là cái sản phẩm của Sigapan này. Sigapan thì là chắc chắn là nổi tiếng tại Nga rồi. Nó là một trong những cái sản phẩm mà nó được ghi vào sách kỷ lục quý của trên toàn thế giới này. Và nó cũng đạt được rất nhiều giải thưởng huy chương ấy, dành cho giải thưởng mà tốt nhất ấy, vượt qua rất là nhiều cái giải thưởng trên toàn thế giới này. Cái viên uống Sigapan này sẽ giúp cho bé là tăng cường hệ miễn dịch cũng như là chống còi xương này. Những cái bé nào mà đang có hiện tượng là biếng ăn hay còi xương thì cũng mẹ cũng có thể tham khảo để bổ sung này. Có các cái sản phẩm đó là xịt keo ong này. Đây, xịt keo ong thì nó cũng là hoàn toàn tự nhiên nhé. Xịt keo ong thì nó sẽ giúp là làm cho cái là một chất khử trùng ấy, thì nó sẽ giúp là cho cái vấn đề về chống viêm trị viêm họng hoặc là sổ mũi tại những cái khi mà bị viêm họng ấy, nó giúp là kháng khuẩn và kháng virus ấy. Thì nó được sản xuất theo các yêu cầu về vệ sinh dịch tễ và vệ sinh đồng nhất đối với lại hàng hóa. Và nó được kiểm soát rất là tốt tại Liên minh Hải quan EU ấy. Thì các bạn cái này về thông tin này thì các bạn có thể tham khảo trên web của Mỹ phẩm Nga Fairfood để chia sẻ rất là tốt này. Đây, sản phẩm chống ho này, Prosan này thì là cũng rất được nhiều mẹ biết đến này. Có cả các cái dầu ở đây. Đây là một trong những cái sản phẩm rất là được quan tâm này tại Nga này, đó là các cái dòng gọi là trị dầu nóng giữ ấm ấy và ngăn ngừa cảm cúm cho bé này của thương hiệu Dr. Vera này. Nó được chế ra bởi các cái bà mẹ mà họ là bác sĩ nhi khoa ấy. Và theo một cái xu hướng trị bệnh từ thiên nhiên thì cái sản phẩm này ấy, nó sẽ là giúp làm giảm cái nghẹt mũi do cảm lạnh này, giảm đau đầu này, rồi cải thiện hô hấp này và giảm cái vấn đề mệt mỏi ấy, khi mà cho bé. Và cái này nó thích hợp từ cho bé từ 2 tuổi này và gia đình, cái này thì từ trẻ sơ sinh này. Và nó mỗi ngày thì các bạn cũng chỉ cần bôi trên khi mà vào mùa đông ấy hoặc là mùa mà thay đổi thời tiết ấy, các bạn chỉ cần mỗi ngày mình kiên trì mình bôi cho con. Cái này nó có giới thiệu này, bôi vào các cái vùng mà dễ bị nhiễm lạnh này, ngực này, mũi này và xung quanh trán này đấy, hoặc là lòng bàn chân bàn tay ấy, thì là cái hiệu quả bảo vệ sức khỏe cho bé cũng được tăng lên. Tại Fairfood cũng có sẵn các cái sản phẩm đó là đây là cái miếng dán chống cảm cúm hương bạc hà đây. Đây là hình mà được sử dụng này. Cái sản phẩm này thì các bạn cũng có thể dính tại nơi mà bé được ngủ hoặc là trên quần áo này hoặc là khu vui chơi này, thì sẽ giúp cho nó có hương bạc hà, sẽ giúp chống nghẹt mũi này và xử lý cái cảm lạnh cũng khá là tốt này. Có cả các cái loại
Dầu ăn các bạn ạ. Dầu ăn thì như Fairfood đã chia sẻ là chúng tôi chỉ nhập những cái loại mà của thương hiệu tốt nhất, đó là Gold King này, Extra Virgin này, 100% tự nhiên. Và cái thương hiệu này thì nó đạt được rất là nhiều cái giải thưởng. Đây, các bạn có thể tham khảo. Chắc chắn là cái một ai mà đã nghiên cứu về các sản phẩm của Fairfood thì đều biết là những cái thương hiệu mà Fairfood chọn này đều là những thương hiệu là đảm bảo cái tính, thứ nhất là an toàn, hữu cơ và thương hiệu hàng đầu, không chỉ tại Nga mà còn trên thế giới nữa, được rất nhiều nước trên thế giới biết đến này. Có những cái sản phẩm đó là cháo yến mạch. Tất nhiên là yến mạch thì ở trên thị trường có rất nhiều loại các bạn ạ. Tuy nhiên lại các bạn nghiên cứu sản phẩm của Fairfood thì sẽ thấy rõ là nó đảm bảo là tính là hàng hoàn toàn hữu cơ nhé, bio và eco, sản phẩm eco này, product này, sinh học này, và nó cũng của những cái thương hiệu tốt nhất. Đồng thời là các bạn nhìn cái hạn sử dụng của nó ấy. Đây, hạn rất là ngắn nhé, nó chỉ được có 1 năm thôi thì phải, 10 tháng. Đấy là những cái thực phẩm mà đảm bảo tính an toàn. Mặc dù trên thị trường nhiều khi mà đi xem những cái sản phẩm trên thị trường ấy, yến mạch có khi là không bao giờ ghi hạn sử dụng, hoặc là cái hạn của nó thì hàng mấy năm. Cái đấy thì chắc chắn là không đảm bảo an toàn để sử dụng này. Tất cả những cái yến mạch của Fairfood chọn này đều là những cái hàng mà hoàn toàn tự nhiên các bạn ạ. Đây, eco và bio này, hạn của nó cũng khá là ngắn. Đấy, thực phẩm của Nga cực kỳ ngắn. Nếu mà những cái sản phẩm này thì thường là Fairfood là nhận theo order ấy. Nếu như mà các mẹ có muốn là chọn những cái sản phẩm an toàn ấy thì cũng có thể là thông qua Fairfood để chọn những sản phẩm tốt rồi. Đây là cái thực phẩm chức năng là hạt chia. Hạt chia thì chắc chắn là rất là nhiều người biết tới rồi, bởi vì nó có chứa rất nhiều các loại omega này, omega 3, 6, 7 và 9 này. Và chúng tôi trên chắc chắn là trên thị trường thì có rất nhiều các loại hạt chia khác nhau. Tuy nhiên lại Fairfood chỉ nhập các loại hạt chia của thương hiệu Eragreen. Đây là hạt chia và nổi tiếng nhất, và nó được đóng gói theo cái quy trình rất là, nó không không giống như kiểu những cái hàng mà các bạn thấy trên thị trường, đó là một lượng lớn mà cái hạt chia ở vùng Mỹ Latin ấy được rất là nhiều nhà sản xuất Trung Quốc họ thu mua, thậm chí cả tồn kho các thứ họ thu mua và họ đóng gói lại và bán ấy. Thì những cái loại như thế thì chắc chắn là không đảm bảo về chất lượng, mà tại cái nhà sản xuất này thì họ cũng cam kết là hàng của họ chắc chắn là không phải là những cái loại như thế, mà là được thu mua, được thu hoạch và đóng gói ngay tại nơi thu hoạch đấy. Fairfood cũng chia sẻ những cái video về cái quy trình đóng gói của sản phẩm này, thì các bạn cũng tham khảo trên website để đủ tin tưởng vào cái sản phẩm. Mà đồng thời là cái hạt chia này nó tốt ở chỗ là nó khẳng định là nó có thể có khả năng là bổ sung cái canxi này cao gấp 4 lần sữa, tức là hàng ngày chúng ta chỉ cần ăn 2 thì hạt chia này cũng đã đủ cung cấp lượng canxi cần thiết nhất cho cơ thể đấy. Và không chỉ dành cho cả bé mà dành cho cả các thành viên trong gia đình này, một sản phẩm khá là tốt rồi. Ngoài ra thì là có những cái sản phẩm canxi này, đây cũng là của Evala đấy. Cái viên uống canxi này nó sẽ giúp vào làm săn chắc răng này, rồi là bộ săn chắc móng này và tóc nữa. Thì nếu mà ai có vấn đề về thiếu hụt canxi ấy, thì cũng có thể tham khảo này. Đồng thời là tại Fairfood có những cái set mà giảm cân ấy. Những cái set giảm cân này thì nó là theo quan niệm của theo 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 đúng khuyến cáo của các chuyên gia ấy. Thì các cái giảm cân này nó sẽ giúp là vừa là thanh lọc cơ thể, vừa là để cho cái vừa là đẹp da này đấy. Và cái giảm cân này thì nó sẽ là giảm cân trong vòng 1 tuần. Ở trên đây nó còn sẽ có những giới thiệu này. Đây là bộ giảm cân mà được đánh giá là an toàn nhất này, trong vòng 7 ngày các bạn cũng có thể giảm cân, trong 5 ngày thì là nó là thanh lọc cơ thể và 2 ngày thì là sẽ giảm cân. Đây có các cái sản phẩm này giảm cân này, Elovit này. Nếu mà các bạn theo trường phái là giảm cân an toàn ấy, thì các bạn cũng có thể nghiên cứu các sản phẩm này của Facebook. Nó hoàn toàn là vừa là thanh lọc cơ thể vừa là tự nhiên nhé. Cái này
Một cái hộp này là đủ liệu trình trong vòng một tuần. Nó có cả cháo rồi là trà và cà phê giảm cân, nói chung là đủ liệu trình trong vòng một tuần đấy. Okay. Xin chào.